cứ 21 giờ hàng ngày, các đoàn viên thanh niên công an tỉnh Đồng Nai lại thay phiên nhau chuẩn bị những nguyên vật liệu, chế biến hơn 200 suất ăn khuya cho đội ngũ nơi tuyến đầu chống dịch. Bất kể thời tiết, mỗi đêm chuyến xe chở những suất ăn khuya bắt đầu di chuyển đến các xã phường, các chốt tại những điểm cách ly, phong tỏa. Chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, nơi mà những cán bộ, chiến sĩ khác đang phải xuyên đêm để kiểm soát người và phương tiện ra vào những khu phong tỏa, cách ly. Do thấu hiểu được sự vất vả khi phải trực xuyên đêm của các cán bộ, nhân viên y tế, lực lượng tại các chốt phong tỏa, mô hình bếp ăn Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Đồng Nai đã cùng chia sẻ sự vất vả của lực lượng chống dịch tuyến đầu. Trung bình khoảng 200 suất ăn đã được nấu mỗi ngày, thực phẩm được chế biến tươi ngon, đảm bảo về cả chất lượng và dinh dưỡng. Nhận những suất ăn nóng hổi vào mỗi đêm, nhiều cán bộ chiến sĩ cảm thấy an tâm, ấm lòng hơn vì được đồng hành trong những ngày tháng khó khăn. Sự chia sẻ này khiến những người đang tham gia chống dịch cảm thấy rất vui và như được tiếp thêm động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.